À, phụ kiện điện thoại ngon bột rẻ, xin chào anh em nhé. Và video này của tôi là 5 năm tôi bán được phụ kiện điện thoại. Thì tôi xin khuyến cáo với tất cả những anh em nào mà đang sử dụng máy iPhone mà dùng củ sạc của Samsung và củ sạc của Sony, Oppo, anh em cắm dây iPhone vào và cắm sạc như tôi như này. Thì tôi khuyên anh em tuyệt đối là khi xem video này, anh em đừng bao giờ là sử dụng củ Samsung, iPhone, Oppo, Sony cắm sử dụng dây iPhone. Bởi vì sao? Bởi vì thẩm mỹ nó rất là xấu, dùng nó không đẹp anh em nhá. Mình dùng iPhone, mình muốn đẹp thì mình sử dụng bộ củ cáp này anh em nhá. Củ cáp này, củ này của nó là 10,5W và dây sạc của nó thì dài 1m, ok chưa? Còn củ này của nó hai cổng anh em nhá, hai cổng củ 10,5W là sạc với tốc độ bàn thờ, tốc độ xe tăng tân lửa luôn anh em ạ. Có thể là anh em sử dụng củ iPhone mà Samsung này mà sạc chiếc iPhone thì anh em có thể sạc phải từ tháng riêng tận cuối tháng chạp thì nó mới đầy được cho anh em. Còn củ này anh em cứ hít ra thở vào vài phát là nó đã đầy pin cho anh em rồi. Và củ này ưu điểm là có hai cổng USB cho mình anh em dùng nhá, hai củ USB. Cả combo cả bộ này là cửa hàng mình đang bán là 350 anh em nhá. Tất cả sản phẩm được bảo hành lỗi đổi mới thoải mái luôn. Bảo hành trong vòng 6 tháng, auto một lệnh đổi. Anh em nào mà đang dùng iPhone và cả dùng Samsung thì chúng ta phải sử dụng bộ khẩu cáp sạc này nó mới đẹp cơ. Còn mình dùng củ Samsung này nó xấu lắm, mà sạc nó lâu anh em ạ. Anh em mua hàng thì nhắn tin vào bếp ủng hộ tôi nhá. Và cái này anh em có thể sạc các loại máy gì cũng sạc được, chứ không nhất thiết là iPhone đâu. Nó thật luôn là Samsung anh em lắp vào dùng dây Samsung vẫn đẹp, Oppo lắp dây Oppo vẫn đẹp. Giá bán 350, anh em mua hàng ủng hộ mình nhá. Xin chào.